Chi tiết Honda Accord 2020 vừa ra mắt cạnh tranh với Toyota Camry, Mazda 6. Honda Accord 2020 vừa được giới thiệu tại Malaysia cách đây ít ngày với giá hơn 1 tỷ đồng. Sedan này có ưu điểm gì để so kè với các đối thủ như Toyota Camry, Mazda 6, Kia Optima? Tại Malaysia, có hai phiên bản gồm 1.5 TC với giá 185.900 Ringgit tương đương 1,022 tỷ đồng. Và 1.5 TCP có giá 195.900 Ringgit 1,077 tỷ đồng. Cả hai đều được lắp ráp tại nhà máy Pegoh của Honda Malaysia. Mẫu này có 4 tùy chọn. Màu sắc gồm Crystal Black Pearl, Lunar Silver Metallic, Modern Steel Metal và Platinum White Pearl. Accord cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Camry, Mazda 6, Kia Optima. Accord 2020 sở hữu ngoại hình năng động và trẻ trung hơn so với đời trước. Nhìn một cách tổng thể, nó có kiểu dáng khá giống với những mẫu fastback. Đầu xe nổi bật với dải chrome lớn nằm phía trên lưới tản nhiệt. Đèn pha sử dụng công nghệ LED với tính năng tự động bật. Tắt đèn hậu LED được cách điệu hình chữ C. Mới có chiều dài thước dài 4.901mm và rộng 1.862mm, ngắn hơn 34mm và rộng hơn 12mm so với trước đây. Chiều cao thấp hơn 15mm xuống mức 1.450mm khiến trọng tâm xe thấp hơn 10mm. Chiều dài cơ sở 2.830mm tăng 55mm. Bộ la răng hợp kim đường kính 17 inch phiên bản 1.5 TC hoặc 18 inch phiên bản 1.5 TCP với họa tiết, hình cánh quạt. Sức mạnh của Accord 2020 đến từ động cơ i-VTEC 4 xi lanh tăng áp với dung tích 1,5 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 198 mã lực tại 5.500 vòng 1 phút và mô men xoắn cực đại 260 Nm từ 1.600 đến 5.000 vòng 1 phút. Accord 2020 ở Malaysia mạnh hơn 10,8 mã lực và 17 Nm so với Accord tại Thái Lan và Indonesia. Hộp số tự động vô cấp kết hợp cùng hệ dẫn động cầu trước. Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h của phiên bản 1.5 TC trong 9 giây. Còn phiên bản 1.5 TCP chậm hơn 1 giây. Vận tốc tối đa 190 km/h. Bên trong khoang cabin, ghế ngồi được bọc da với ghế tài xế chỉnh điện 8 hướng. Ghi nhớ vị trí, ghế hành khách phía trước chỉnh điện 4 hướng. Điều hòa không khí tự động 2 vùng độc lập. Vô lăng 3 chấu bọc da. Màn hình giải trí 8 inch. Kết nối Android Auto và Apple CarPlay, dàn âm thanh 10 loa, có cả loa siêu trầm. Honda Accord 2020 được trang bị các tính năng an toàn tiêu chuẩn như 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, ổn định thân xe vệ Sinha, phanh tự động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Chỉ có phiên bản 1.5 TCP được trang bị gói an toàn của Honda Sensing. Honda Sensing gồm các tính năng như cảnh báo lệch làn đường LDW, hỗ trợ giữ làn đường LKAS, phanh giảm thiểu va chạm CMBS, cảnh báo va chạm phía trước FCW, kiểm soát hành trình thích ứng ACC. Bạn là người có tiếng nói trong xã hội. Hãy bình luận để thể hiện điều đó. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.